còn con nào sót lại không vợ? Không còn con nào nữa. Đó gọi là cái gì đẳng cấp đó mấy đứa. Đẳng cấp với mọi người nè. Tụi em đã lùi về tới phải nghiên cứu, phải biết. Con vịt nó rất là sợ cái ống nước trắng, đúng không? Bởi vậy là không có anh Thành là hả tụi em không làm được gì hết trơn. Bên kia chưa chắc đã có nước. Trời ơi bây giờ chắc còn đang bốc phân bò, vẫn còn đang dọn bể. Nè mày sướng lắm đó nha. Mày sướng lắm đó nha bò. Hôm nay mày được anh Hứa Minh Đạt nè, được anh Tú nè, được Cao nè, dọn chuồng bò cho mày đó. Mày ồ tới rồi. Đuổi xuống hả? Trời ơi cũng được đáp, nhìn mát quá. Ôi ơi. Ôi đi luôn hả? Ủa anh ơi. Ủa là giờ anh em mình cô đơn lẻ loi vậy hả? Hồi nãy nghe không anh? Là ở đây có đậu cụ gì đó. Dạ. Thì chúng ta chia nhau nhận đậu cụ. Hai cái đèn cây này là để buổi tối mình không có đèn mình hấp nè, còn cái này là mình tự quạt nè mọi người. Rồi lửa đi. Trời ơi có cưng nữa kìa. Giống cây lùi vịt đúng không? Chúng ta có một tin. Trời ơi. Không biết đây là hung tin là niềm vui đây. Hai đội hãy tìm đến ngôi nhà của hai đường, dọn chuồng bò và cắt cỏ cho bò ăn. Chú Sáu Phước lùa vịt trong 30 phút phải dọn sạch chuồng bò và lùa đàn vịt, nhưng phải tìm cách bảo vệ cột đá không làm cây nến bị tắt. Yêu cầu nhiệm vụ một thành viên của một đội phải luôn ngồi trên chiếc xe rùa để thực hiện bảo vệ đá và không làm cây nến tắt. Đội thắng sẽ được chiêu đãi một món đặc sản trong bữa tối. Lại là ăn à? Tụi em là đội ma mới thì bây giờ cho tụi em chọn trước luôn á. Lùi vịt đó. Anh Thành rồi chọn chuồng bò kìa. Chữ số thì đa số thôi. 4 ký 2, 4 ký 9. Vậy là cùng này sẽ tan chậm hơn đúng không? Không biết nữa, theo quá trình di chuyển thôi. Trời ơi, cái này cảm giác nhiều việc. Em cứ xảy một cái là cấm thù luôn. Tốt, yên tâm. Ôi, giữ lửa nha. Đây nha. Ôi à, ổ quá vậy. Ê, lửa. Tắt hả? Chưa còn. Cái cục đá này mà đỡ khơi về là hồi nó tan lại á. Mình sẽ tìm lát nữa những cái bịch gì đó mình bỏ vô đỡ tan hả? À, cái này cái bắp. Không, cái này cái gì để cho bò ăn á. Không, ở dưới. Để bò ăn. Cỏ chuyên để dành cho bò ăn. Phải không? Bây giờ mới hiểu được cái từ giữ lửa nó khó như thế nào. Giữ lửa gia đình đã khó, giữ lửa mà đi giữ trời ơi, ở đây còn khó hơn. Giữ lửa mà đang gió nữa chứ. Đúng rồi. Đó. Dông gió. Rồi bây giờ gió quá trời, con lửa vẫn bập bùng. Trời ơi, đang chờ không biết sắp đèn cài nó có diễu cho tay không. Anh ơi, có đó. Em cũng nhẹ mà, em không có nặng đâu. Anh cứ tưởng tượng em là bong bóng. Cố lên anh ơi, sắp tới mấy con vịt rồi. Ê trời ơi, hết nổi rồi. Đúng rồi, mốt chơi game thực tế ăn uống hết lại mới đó. Ê, cái chủng. Ê, nghe cái chủng. Ê, từ. Con Tú đỡ quá. Bên kia là nó xín dính luôn á. Thành là đẩy là muốn xỉu luôn á. Cái lùi vịt đó coi vậy mà khó. Mình không có chủ động. Rộng và dài em cứ... Mình ngồi thôi, mình đừng có nhún nha. Dạ. Anh ơi đừng xuống dốc nha anh. Rồi xuống dốc là em cười luôn á. Cái dốc kìa. Anh ơi, chỗ này là đi xuống được chưa? Rồi, được rồi đó. Được rồi ha. Đây là nhà của chú Sáu Phước. Bây giờ mình sẽ vô mình gặp chủ nhà để mình xin lùi vịt. Dạ cho chị. Lùi vịt đó thì bây giờ... Chị chỉ em cái mẹo đi, là lấy mấy cái cây quét thôi hả chị? Đúng rồi, tại vì nó dịch đẻ nó khôn lắm. Chị cho em một cái chỗ em xin cây đèn cài cho nó luôn luôn trái. Cái nước về trong này là không gió thôi chứ trong nhà tôi nhớ không gặp. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Mọi người ơi, chuẩn bị dọn chuồng bò là dọn cái đống này nè mọi người. Hello, xin chào bạn bò. Có cắn không cô? Bò này hiền. Cút đi. Một mùi thơm quyến rũ. Trời nó kêu. Trời ơi, mình dọn cho bạn mà bạn chửi mình đó bạn. Chưa bao giờ. Em nhét gừng con bò đến vậy luôn. Lông đẹp ghê. Dữ thiệt. Thôi vô đây cho ăn đủ rồi. Thôi mà, quen mà, người nhà mà nha. Ừ. Giỏi, 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 giỏi. Ăn đi. Nè, nè, cho nó ăn đi. Đó kìa, đó, vịt nó đang trên đây, mình lựa đây nè. Ra làm việc đi chị, mình nhà mình có nước ngọt với lại ghế ngồi không chị? Phải lùi cho nó đi lên hết đó nha, lên cái tấm bạc rồi nó mới tự đi vô. Định lùi về hàng xóm qua đây giùm chỉ luôn á. Nó đi rồi chị ơi, đi ơi, đi về chuồng á. Giữa dọn phân với lại lùi dịch nha, Thành nói thiệt nha, mình thà dọn những dạng vật chất bất động và không có khả năng chạy nhảy di chuyển cắn mình, đúng không? Không chịu đâu, dọn những dạng vật chất con vịt nè, biết chạy, nó biết kháng cự, cực lắm. Nhìn đi, cả trăm con chân mít, trong khi phân bò chỉ có vài đống là cùng nhưng nó không chống cự mình, ho một tiếng cũng có nhầm nhò gì. Nữa. Nhanh lên ơi, nhảy xuống nước cái nhanh hơn. Trời trời. Mày đi vô coi. Đừng có la nó, từ từ. Dịch ơi, em đi vô đi dịch, chị thương em. Vô 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 vô. Lên bờ, đợi Lan, đẩy vô Lan. Rồi lên 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 lên. Lên bờ lên bờ. Lên bờ. Lên bờ đi con ơi. Lên bờ, đúng rồi. Trời ơi hay quá. Lên đi con, lên hết đi. Chị ơi còn con nào sót lại không vậy? Không còn con nào. Đó gọi là cái gì đẳng cấp đó mấy đứa. Đẳng cấp nha mọi người nè. Tụi em đã lùi về tới phải nghiên cứu, phải biết. Con vịt nó rất là sợ cái ống nước trắng, đúng không? Bởi vậy là không có anh Thành là hả? Tụi em không làm được gì hết trơn. Bên kia chưa chắc đã có nước. Trời ơi, bây giờ chắc còn đang bốc phân bò, vẫn còn đang dọn bể. Nè, mày sướng lắm đó nha. Mày sướng lắm đó nha bò. Hôm nay mày được anh Hứa Minh Đạt nè, được anh Tú nè, được Cao nè, dọn chuồng bò cho mày đó. Mày. Anh mới phát hiện cái bàn chải nữa nè. Không. Tú Đạt đi anh quét cho con. Rồi sạch sẽ đàng hoàng. Ngon lành. Yeah. Rồi. Đổ. Đầu nào. Trời ơi. 4 cái 2 còn 4 cái 4 hả? Tụi bay không biết con ký thiệt ra con gái gì đâu mà dở quá vậy. 4 kg 2. Còn gần hơn 3,5 kg. 3,6 kg thiếu 2 lạng. 4,2 kg còn 3,6 kg là 6 lạng. Ủa sao tụi em còn có 3 kg mấy vậy? Về 3,6 kg. Nãy nhiêu? Nãy 4,2 kg. 4,2 kg, 3,6 kg, 6 lạng. Ủa mày bỏ bịch xốp ra. Bỏ bịch xốp ra. Bỏ bịch xốp ra. Bịch xốp nó cũng vậy à. Rác nhiều lắm. Có nước ở trong cái bịch chứ bạn. Bưng 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 đá lên. Trời đất ơi, một nồi nước luôn. Nhiều. 4,2 kg. 4 kg trên tôi 4,7 lạng. Cái gì mình tới 7 lạng luôn hả? Dạ cô ơi, cô cho con xin gửi cục đá trong cái ngăn tủ lạnh được không cô? Cục đá, nước cá ở trong ngăn đông được không cô? Cô quay dưới tư luôn hả? Dạ. Cô quay dưới tư luôn hả? Dạ. Dạ tự nhiên mình phải xin mà cô. Dạ con về con xin, con bỏ ngăn đông nha con. Dạ giờ con bỏ nó con xin. Mới là ở kia đang về kìa. Ê, từ từ cây sừng rơm nó cháy quá nha. Dặm dặm nhanh lắm. Ây da, chết. Tôi có tay mà sao? Giống nướng xúc xích. Cái tay này thiệt. Thôi, cái đội mình mới vô mà đội này chiêu chào hậu á, có thủ đoạn quá. À. Đã mình thắng hả? Tôi cảm giác bữa nay tôi vô dụng á, tôi chơi dũng thua á trời. Trong thời gian 30 phút, hai đội hãy đi xin ở nhờ nhà người dân ở đây. Đội nào xin được và được chủ nhà đồng ý cho ngủ lại, đội nào hoàn thành được ngủ trong nhà, đội nào còn lại sẽ phải dựng lều ngủ ngoài sân của nhà đó. Sao nào? Sao? Bắt đầu chưa? Được, 1, 2. Đi luôn, đi đây ngôi nhà trước mặt. Tôi đây liền luôn. Em đi nhà em đi đâu em cho em chọn trước á. Em đi nhà này nè. Rồi em đi đi. Nó chở tới đây. Chạy trước, chạy trước. À, đi. Tới nhà của dì hai đơn. Anh chỉ cho, anh chỉ cho. Từ từ. Con ơi, mẹ đâu? Mẹ ơi. Giống như Thành suy nghĩ thì chỗ này chắc chắn là chị sẽ cho ở. Tại vì hồi nãy thấy chị chủ nhà ở đây cũng thiện cảm dễ thương lắm. Dạ con chào cô chú. Dạ con đến từ biệt đội xã Xì Chết á cô chú. Thì dạ thì hôm nay con có cái nhiệm vụ là con xin ngủ nhờ một đêm á. Thì có đội của con là có 3 người. Thì con không biết là bên dạ con xin cô chú cho con ở lại một đêm được không ạ? Không thôi là tụi con bị ra căn lều ngủ ở trước á cô chú. Yeah. Ở đây chỗ cậu ngủ trước này rộng lắm mà có cái trong nhà không có phòng để riêng cho mấy đứa ngủ được không? Dạ có ngủ trong nhà được rồi cô. Dạ cái tối mình ngủ hai đứa mà ai được không? Mà phát cái rào lại mà ngủ trong nhà nhưng ngủ một la trước được không? Dạ này ngủ được không? Ở ngoài đây khu vực này đông cũng 10 người. Em có ngủ lắm á. Dạ có ngủ thoải mái luôn nhưng mà tối đâu có rào mình ngủ trong đây là được không? Dạ. Dạ được, ở trong nhà là được hả cô? Dạ. Cô này nó cũng làm lắm, cũng đợi vậy. Dạ. Dạ vậy cô chú cho tụi con ngủ lại á cô chú. Dạ ba người, con hai người con gái, 1 người con trai. Dạ dạ, con cảm ơn cô nha. Được rồi. Được rồi nè. Trời được rồi nè. Đây cho ngủ nè. Đây cho ngủ nè. Bây giờ con quay về trễ quá, tối nay con tá túc ở nhà cô chú được không? Ba ơi con. Bà con sẽ trải chiếu ở đây, bà con tái túc nhà cô chú được không? Được đúng không? Rồi trai đây đây. Mình đã tìm được nhà rồi. Cảm ơn cô chú nhiều, để con gọi điện thoại báo. Alo, Tuyên hả? Anh xin được rồi nha. Báo với lại mọi người là mình tối nay mình ở nhà của cô hai đơn nha. Em xin được luôn rồi, nhưng mà mấy bé kia còn xin phút mình nữa. Phút mình nào? được nào. Sinh đây luôn hả? Dạ, cô nói là cô là cái thằng nào ngủ ở trên mấy cái bàn đi. Ủa là họ quyết định là họ không cho mình ngủ luôn hả Tiên? Sao em cản địa gì kỳ vậy? Chết thiệt. Em nhường bé Tri vô đây xin luôn. Rồi thì tối nay mình ngủ dưới đất chứ sao? Anh có bàn pizza nè. Mình vẫn được cho ngủ mà. Ngủ như ngoài lều ngoài đường ba ơi. Mũi cắn. Bệnh. Thảo nó lên ra. Nhiệm vụ mới. Có 10 món đồ con vật trong chiếc thùng bí mật. Mỗi lượt mỗi đội cử một người tham gia, dùng tay đoán vật trong thùng là gì. Nói nghe nè, hai đứa con gái thi giùm anh phần này được không? Bây giờ anh có một cái giao kèo thế này, phần thi này có thể anh thua nhưng cho anh vào nhà ngủ được. Đi đi, ngủ trong nhà vẫn sướng hơn. Rồi thi. Không có vậy thì mình có lợi thế cho mình đúng không? Mình có lợi thế cho mình. Anh thách đố với La Thành. Anh với em chơi trước. Rồi được không? Vậy em đeo cho anh nha. Lanh quá à. 20. Rồi. Rồi Thành đâu? Tay Thành đâu Thành? Trời ơi. Tay em đây Thành. Tại em sao chị ơi? Anh để cho em mò mò. Vô lượt đi. Khủng khiếp lắm. Anh La Thành. Vô Thành. Cái gì vậy? Đưa anh Đạt không đưa anh Giang. Thôi. Vô. 1, 2. Không. Cái gì vậy? Để nhanh lên anh Thành. Em chỉ đưa vô đây thôi nè. Rồi. Còn sống không vậy? Nhanh lên anh Thành. Đi. Nhanh lên anh Thành. Con gà. Anh có thấy là gì anh nhát mà anh bị chậm hơn tao không? Bập vô cái tao biết liền. Chỉ từ nãy giờ rồi. Ủa vậy thôi đừng có la gì ghê quá, Ai la ghê quá đâu. Chỉ anh vô à. Liệm mồ hôi. Bị tâm lý. Ví dụ mà thấy vậy chỉ cần nói anh Thành ơi bình thường là anh là đút tay vô rồi, ghê quá gì. Cái này mới thấy ghê nè. Em hên lắm nha Thành. Không em, bình thường. Em được em. Bình thường. Cái tay em đâu? Tay em. Vô. Bình thường. 3, 2, 1. Vô. Nhanh lên được. Vô đi. Cào. Em cầm cho kỹ. Em cầm cho kỹ. Thôi nhanh lên. Để thi. Không sao. Được chơi. Không phải con lương. Khổ á. Ở đây. Ôi, một cái rồi dính cắn nhất luôn. Đâu? Trời ơi, cái tay, trời ơi còn chét nữa. Ở phần thi này, Tú lại đoán trước. Rồi, chuẩn bị nha. Lan ơi, tay em đâu? Đây. Rồi, 1, 2, 3, vô. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Cái bướm. Thôi thua 3-0 đi cho đẹp. Số đẹp hơn, 2-1 nghe thích lắm. Dạng thua trắng đi. 3-0 luôn. Trời ơi, mừng quá, cuối cùng tôi cũng thắng được một vòng rồi. Từ sáng tới giờ. Bây giờ tới ai? Bây giờ tới Anh Đạt lại. Thành à. Chà, theo cái dòng luân hồi như thế này á là đồ vật, động vật, và bây giờ là mình phải bóc con động vật. Anh không biết. Rồi bịt mắt anh ơi, chuẩn bị. Gì vậy? Có thể là con sáo. Đổi cái gì đến đầu tùm lum tùm la vậy? Rồi lượt tiếp theo. Đổi cái gì mà nước không vậy? Đổ hả? Rồi. Để là trời à. Cái tay em đâu rồi? Thôi anh từ từ đi, khoan. Anh Đạt. Anh Đạt cho chú ơi. Tên em không? Rồi rồi. Tên em không? Anh đoán nha, anh đoán mạnh dạn đoán ha. Cái bàn. Rồi chưa? Cái gì? Ê. Em đừng có làm tâm lý anh nhất luôn á Thành. Nhưng mà cái dứt này anh bổ rồi đỡ sợ. Đoán thật nhanh. Em nói anh bổ rồi đỡ sợ đoán thật nhanh anh Thành. Đội mình không có điểm. Khoan khoan. Rồi nè Thành. Anh Đạt đâu, anh Đạt vô chưa? Vô nhanh lên. Vô trễ là không kịp anh Thành. Cái gì? Vô trễ là 3, 2, 1 chứ. Đây. Cái gì kìa? Bây giờ. Nhanh lên anh Thành. Khoan. Lên lên. Lên. Hết. Hết ra. Tôi không hết ra. Em thấy nó nhảy mà. Em thấy nào? Em nghe hả? Ý là nãy nó nhảy nó búng vô tay em nè. Rồi. Cắn em luôn nè. Không em giật ra. Anh. Ủa? Nè. Anh giật ra. Hết nó cắn tôi nè. Em sợ con này thiệt hả? Anh Thành sợ nhất là rắn với ếch luôn á. Anh Thành, anh bịt mắt là anh đã sợ rồi. Em có ăn không? Có ăn. Đó, mình bớt la lại với em. Chữ la nó không có cái điểm nào hết. Làm ơn đi, anh vượt qua nỗi sợ rồi đó. Anh Thành sẽ vượt qua nỗi sợ, em thấy chưa? Chưa nhắc tuồn, với Lan nhắc tuồn con anh sợ nhất. Ủa, từ nãy giờ anh dán con keo hơi nhiều luôn á anh Thành. Ủa là chơi chiều thực tế là tay chân vậy hả? Em bự đúng rồi. Em đồng đội anh nhưng mà thiệt nhìn thấy cảnh này em mất. Ôi đã có gia đình rồi đừng có để người ta lo lắng cho tôi là đây nè. Đau sao nè, đau. Ơi, em bị bệnh loãng xương không biết có bị bệnh loãng máu nè, ăn ngon quá trời. Rồi còn chơi gì nữa không? Rồi. Tới ai nè, Tú, em. Không gì phải sợ hết, tất cả con vật ở đây các anh chị ở đây đã một là bẻ răng, hai là lấy hết nọc. Chị chơi với bạn chị cho. Không được chị, em chơi trước mà. Em là phải chơi với anh Tuyên dạng như hai người nặng ký như nhau mới dám chơi chung. Nhưng mà cái bộ tay của anh Tuyên nhanh hơn em. Không, Tú cũng dạng ghê gớm nha, chứ không phải dạng thường đâu. Cái bàn tay của Tú là cái gì cũng dám bóc phốt hết á. Chưa? Rồi Tú treo lại kìa. Rồi. Đó, con này là mệt lắm đó nha. Chị đón đi luôn. Con này con gì vậy? Rồi, tay đâu. Em tay đâu, không sao đâu. Để cho cái gì chứ kìa. Thôi nó la nữa bây giờ đó. Không sao bình tĩnh. Coi chừng chảy máu nha, dịch coi chừng. Không sao. Con này nó hiền nó lành. Con này nó lành và nó lắm. Em không chịu. Con này lành tính lắm. Anh đưa chỉ ha. Chị thấy rồi em. Đó. Tú vô kìa, vô đi. Vô đi em nhanh lên. Vô kìa. Trời ơi. Em khổ qua nỗi sợ. Mạnh dạn thôi tay vô. Đụng và đón em. Rồi vô. Khổ qua nỗi sợ bé. Bây giờ là la hại luôn. Bây giờ là la là không có điểm gì nhanh lên. Ai cứu dài. Nó chọc tụi kia quay đó. Anh đừng có đụng vô luôn, để cho bé tự vô đi. Không có vô. Cũng chọc vô cái lỗ của nó luôn hả? Đó kìa đó. Cảm ơn bạn. Vô. Bạn tháo tay. Rồi vô. Tay Tú mà. Nắm tay vô. Đó rồi. Rạng danh gia đình đi. Ghét lỗ rồi. Rạng danh gia đình. Qua hộp đấy. Hai đứa qua hộp đi. Rồi nè. Làm nhau nè. Đó. Không phải đẩy hết nha. Đó. Con gì? Em phải xè tay ra. Em xè tay ra. Banh ra. Anh ơi. Banh cái tay ra. Cái gì? Cổ lên đi làm nè. Trời ơi. Đừng. Anh Tuyên chọc á. Anh Tuyên chọc em á. Anh Tuyên chọc á. Rồi. Đúng. Giúp Banh giùm cái đưa lên nó. Ừ. Rồi. Banh nữa nè Tú. Đưa qua bên trái. Đưa qua bên trái. Em đừng có anh. Cô đánh đè. Không phải luôn. Không phải. Mà nó sợ như thế tội nghiệp quá à. Nó sợ thiệt á. Cố em. Thả xuống. Tay ra. Thả xuống. Còn á anh. Còn. Tú bây giờ nắm tay. Không chạy không hả? Nắm tay chị vậy. Cái tay thằng Tú. Em kêu nó rồi. Con gì? Cá. Không phải luôn. À con cua. Cua ghẹ vậy? Không đúng luôn, không phải cua ghẹ luôn. Không phải cua ghẹ luôn. Thì là con gì? Không phải cua ghẹ thì là con gì? Cua. Không phải. Cua đúng rồi. Không phải luôn. Con bao ta. Giống vậy. Tao ngó. Ừ, phải luôn. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Cua đồng hay con đồng? Cua đồng em. Cua đồng. Cua đồng đã được bẻ càng. Ngon càng là ngon rồi. Trời ơi, sao mà gánh nặng dữ vậy trời. Cái con cua này nấu cua ngon lắm á. Riêu cua đó. Con này nó múp à. Sao kỳ vậy anh chị, em nhớ đồ vật mà. Thôi rồi, tiếp tục. Tiếp trời ơi, đồng đội tôi toàn la không. Trời mấy đứa ơi, có một mình nó mang về điểm số thôi luôn á. Mà là người nhát nhất á. Nãy nặng ký rồi, bên đội đây là lấy lại danh dự rồi. Rồi cái gì càng càng căng vậy? Rồi Mã vô tư thế chuẩn bị chưa? Mã ơi. Được chưa? Dạ. Nhanh lan. Nặng ký mà. Nhanh lan. Rồi phân bột. Nhanh lan. Cảm nhận đi Lan. Rồi chế Thành Long. Ủa diễn viên sao không biết dịch của hồn? Một rồi sao mà cỡ chương trình gì mà phân đội hình kỳ vậy trời. Ủa anh đến cái phân cầu chuyện rồi. Thành từ sáng về vì muốn chiến là nó thua rồi, về phải cho anh hẳn lại này chứ Thành. Sao món thiệt luôn á, ông Tiên ghê thiệt chứ. Sai vô nó bắt cắp luôn á. Thì đó, tôi ước gì là một bãi phân bò cho ông Tiên. Hồi chiều cũng quán phân bò rồi em. Lan trời nữa đưa cho thầy mà cũng tắt đi hả? Rồi bây giờ tới con nha. Có nghe nè, thương tôi đi, tay chân tan nát rồi. Em thấy nước dẻo không? Cho em nhìn trước rồi thấy nước. Bây giờ cho không? Em chơi trước cho. Vậy, nãy giờ là đi hết vòng động vật rồi, bây giờ là thực vật. Động vật ra. Em thấy động vật con ra. Rồi chưa? Chưa không? Anh Thành, em thấy động vật rồi đó, anh chơi không? Thằng em nghĩ chưa? Thằng em đang rất mạnh mẽ, anh tin em. Em thấy động vật rồi đó. Em thấy... Ê, bây giờ anh nghe tin anh không? Tin anh không? Em về trước, anh về vòng em, tại vì nó về vòng động vật không à. Rồi, vô! Vô! Ủa sao không đổi được giờ lượt hả mọi người? Ê, cái gì khe vậy? Ê! Con này em lắm anh Thành. Con này anh Thành lắm. Nhưng mà phải thật nhanh nha. Nói thẳng là nhúng lẩu á. Nhúng lẩu. Chỉ anh làm được đó rồi chứ không làm. Con này ăn sống nhúng lẩu rồi. Nè vô nè, tay không sao nè. Nhưng mà nó nằm lẫn lộn còn hai con. Ê, mau. Động vật mà thấy mùi tanh là nó sẽ tấn công đó nha. Bây giờ cô đi. Anh Thành tới đi không? Con này không căng. Con này cũng máu rồi. Anh mất máu trong mặt không biết không? 3, 2, 1. Cái con này nó không bao giờ căng luôn. Con gì vậy? Nhanh lên. Cái con này. Con cá. Không phải luôn. Hải sản anh ơi, nhanh lên hải sản. Con mực. Không phải luôn. Con mực. Không phải. Không phải. Con mà tuốt. Mò vô mà nó lớn luôn. Mò vô đi, đúng. Nhanh lên, mò vô, nhanh lên. Mò vô mới tính kìa. À da. Mò vô mới tính anh Thành. Mò bạch ơi. Mò vô mới tính. Con gì con nhiều. Máu nữa bây giờ. Thôi chạy đi, hồi chạy máu nữa giờ đó. Thôi em tự đụng đi, bé đừng có đụng với tay anh Thành, đừng đụng với anh Thành. Nó đâu, nó đang làm đâu. Nó làm cho cái hộp. Đúng rồi, con tuột ra. Không phải. Con bạch tuột. Anh chặn anh á. Anh hiểu cái cảm giác mà thò tay vô có bị cái tay chọc không? Má anh bị chóng mặt rồi đó ơi. Anh ơi, anh Đạt chọc. Anh nói thiệt luôn. Ê, ơi. À, bạch tuột. Ờ, được. Con Đạt nha, cái gì trời. Cái gì cũng tốt nữa. Em thì dám đụng đó. Tại nó không có tấn công, nó không cắn người. Thì nãy nó không có tấn công, anh không chịu bóp. Thôi nè, trả nè. Ủa bên đội này là bên thế giới động vật hay là gì? Ủa sao giờ kiếm được con sống cũng được hay vậy ta? Lần đầu tiên cho mọi người thấy tôi không phải là con gì cũng sợ, tôi không yếu đuối như vậy. Em sàn về đi, nó dễ hơn. Không anh, sàn vậy nó còn... Tôi không yếu đuối vậy đâu nha, để chứng tỏ cho em thấy là anh phải sợ luôn. Cầm gì vậy? Nè, cầm nhớ, anh phải cầm nhớ. Sao nó không cầm em mà em cầm nó? Không có gì hết á, bình thường không mấy đứa. Vậy sao nãy không vô? Anh, em cái tâm lý mình mắc khác với cái chuyện mà không mắc nha. Nè, em xè cái gì để nó chủ động nha. Đó. Không phải con gì tôi cũng sợ, tệ nha. Không phải con gì tôi cũng sợ đâu. Tụi em bản lĩnh lên. Có cái gì cũng sợ, con vật thôi mà. Nè, xong tay bắt lại nè. Sau màn bóc phốt, đón đồ vật gồm có bóc phốt và trong đó có máu, nước mắt, Chị can đảm, sang cả mặt mày, liệu mạng. Thì bên đội của ma cũ đã chiến thắng một cách thuyết phục. Ta-da.